Anh Huy, kênh TikTok của anh chính thức cán mốc 6 triệu người theo dõi rồi đấy. Cứ trêu anh chỉ là một người bình thường, sao có nhiều follow như vậy được. Anh nhớ lại đi, anh đã từng cố gắng thế nào, có những ngày làm việc 18 tiếng, rồi những chấn thương, tự mày mò, tự học hỏi. Tất cả đều do cố gắng và nỗ lực mỗi ngày.